Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, từ khi cuộc di cư năm 1954 từ Bắc vào Nam của hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ xóm làng vì chế độ Cộng sản, ngành báo chí miền Nam Việt Nam phát triển như thế nào? Bối cảnh lịch sử cùng khuynh hướng sinh hoạt báo chí trong thời đệ nhất Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra sao? Mời quý vị theo dõi phần 2 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng hòa và cộng đồng người Việt tị nạn với nhà báo Phạm Trần do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Dạ, như vậy thì thưa ông, trong số hơn 10 tờ báo vào lúc đó, thì thưa ông, có những tờ báo nào mà ông nghĩ là đáng kể và yếu tố nào để mà giúp những tờ báo này ăn khách thì thật không? Vâng, như tôi nói hồi đầu đó, họ càng thương mại bao nhiêu, càng tránh bàn tới vấn đề chính trị bao nhiêu, càng tránh viết về những chuyện ở trong Dinh Độc Lập có quan hệ tới Tổng thống gì ấy, Tổng giám mục Ngô Đình Thục, rồi ông Ngô Đình Cẩn hay ông bà Ngô Đình Nhu, thì càng tránh được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cái vấn đề đặt ra là chúng tôi á, khi mà đi làm báo như vậy đó thì cũng rất là khó khăn lắm. Mà như tôi nói hồi đầu đó, là nếu mà chẳng may cái bài báo của mình bị tịch thu đó, thì chủ nhiệm và chủ bút cũng như là quản lý cũng như là cái người ký giả viết cái bài báo đó gặp rất nhiều khó khăn. Thành ra trong 10 tờ báo đó, phần lớn là họ lo về thương mại, đăng tiểu thuyết nổi tiếng là như là tờ báo Sài Gòn Mới của bà Bút Trà, báo Tiếng Chuông của ông Đinh Văn Khai, rồi báo Dân Chúng, rồi báo Tia Sáng, vân vân. Thế nhưng mà có hai cái tờ báo mà đối lập, tôi hân hạnh làm ở trong một trong hai cái tờ báo đó, là tờ Nhật báo Dân Chủ của ông Vũ Ngọc Cát. Cái tờ báo Dân Chủ này di chuyển từ Hải Phòng vào trong Sài Gòn sau năm 1954. Còn cái tờ báo kia là tờ Tuần Báo Thời Luận của cụ Nghiêm Xuân Thiện. Tờ báo Thời Luận lúc đó có bác sĩ Phan Quang Đán, rồi có luật sư Trần Văn Tuyên. Ba cái cây cột trụ đó xây dựng lên cái tờ Tuần Báo đối lập công khai, đòi dân chủ, đòi phải dân chủ hóa chế độ, đòi phải có sự tham gia của các đảng phái để bảo vệ cái nền tự do dân chủ phôi thai của thời đệ nhất Cộng hòa. Thì cả hai cái báo đó đều gặp rất nhiều khó khăn, đều bị tịch thu, đều bị tấn công. Chẳng hạn như là tờ Thời Luận thì đã bị tấn công, cụ Nghiêm Xuân Thiện bị bắt, bác sĩ Phạm Quang Đán cũng bị bắt bỏ tù, rồi luật sư Trần Văn Tuyên thì không được viết lách gì nữa trong một cái thời gian rất là dài, cho đến sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ năm 1963. Thành ra cái báo chí lúc đó rất là ngột ngạt, nhưng mà cũng phải ráng để mà sống. Thì phần lớn thành ra báo chí trở ra một cách hết sức là vô vị, ở cái chỗ là không có dám nói gì đến vấn đề thời sự, vấn đề chính trị, những cuộc nổi dậy của mặt trận giải phóng miền Nam. Chúng ta nên nhớ là tháng 12 năm 1960 là mặt trận giải phóng miền Nam được thành lập do Đảng Lao động Việt Nam lúc đó, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Có những người như là ông luật sư Nguyễn Hữu Thọ, ông kỹ sư Huỳnh Tấn Phát, rồi một số người nữa đi ra bưng để mà lập cái mặt trận giải phóng miền Nam. Đáng lẽ ra đó là báo chí chúng tôi thả cửa đi điều tra những người đó là ai,
Tại sao họ thành lập cái mặt trận đó? Mặt trận đó để thành lập để làm cái gì? Liệu có thể chống đối được Việt Nam Cộng Hòa hay không? Hay là có thật sự là tay sai của Cộng sản Bắc Việt hay không? Chúng tôi không dám làm cái chuyện đó. Chúng tôi đợi tất cả những cái bản tin của Việt Nam Thông Tấn Xã đưa ra căn cứ vào lời phê bình của ông Ngô Đình Nhu để chúng tôi đăng báo. Và chúng tôi có những người ở trong tòa soạn, một trong hai cái tòa soạn mà tôi làm việc ấy, là bạn của những người thành lập mặt trận giải phóng miền Nam. Nhưng mà chúng tôi cũng không có dám điều tra, chúng tôi cũng không có dám phỏng vấn. Thì tự chung lại cái nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, báo chí không có tự do hoàn toàn, mà có tự do một cách hết sức là hạn chế. Đây là nói tự chung lại cái tình hình của đệ nhất Cộng Hòa là như thế đó anh Công. Vậy vâng, thưa nhà báo Phạm Trần, chúng ta có thể giải thích cái sự kiện mà quá thắt chặt của thời đệ nhất Cộng Hòa là vì đó là cái giai đoạn khởi đầu cho một cái thể chế Cộng Hòa Dân Chủ, và trong đó tình hình nó rất là phức tạp và cũng có sự xâm nhập của Cộng sản Bắc Việt, và như là nhà báo Phạm Trần nói là có sự hình thành của mặt trận giải phóng miền Nam, và cảnh đó là phải bình định với những lực lượng như là Hòa Hảo, rồi Cao Đài, rồi Bình Xuyên, và phải bình định cả hàng triệu người Bắc di cư vào Nam. Thì đó có phải là lý do để mà chế độ đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm đó phải nghe là nghiêm ngặt như vậy không? Vâng, đó là cái lý do chính, và đấy cũng là cái lý do được gọi là bảo vệ an ninh để không có xáo trộn tình hình. Chính quyền đã lợi dụng những cái biện pháp đó để đàn áp dân chủ, không có cho tự do báo chí. Vì vậy cho nên ngày 11 tháng 11 năm 1960 mới xảy ra cuộc đảo chính của Đại tá Nguyễn Chánh Thi và Trung tá Vương Văn Đông. Cái cuộc đảo chính đó là một cái hành động cảnh cáo cho chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm. Và khi mà cái cuộc đảo chính đó xảy ra đó, thật sự ra anh em báo chí chúng tôi mừng, nhưng mà không ai dám ngo ngoe gì hết. Mừng là mừng thầm với nhau trong bụng, không dám tụng năm tụng ba để mà ăn nhậu rồi là ca tụng hay cái này cái kia. Thế thì cái tình trạng đó, đó nó nảy sinh ra một cái phong trào chống đối chính quyền Ngô Đình Diệm từ cái cuộc đảo chính năm 1960 đó. Thì cũng nên nhớ rằng là năm 1960 ấy, sau cái vụ mặt trận giải phóng miền Nam đến cuộc đảo chính, thì cái phong trào quần chúng của miền Nam mà bị ảnh hưởng bởi du kích của Việt Cộng đó, nên nhớ rằng là sau Hiệp định Geneva thì khoảng 40.000 quân đội Bắc Việt ở lại trong Nam cùng với ông Lê Duẩn để mà chuẩn bị một cuộc chiến tranh mới chống lại thời đệ nhất Cộng Hòa. Và cho đến năm 1975, cái lực lượng đó nó bắt nguồn từ những cái sự quần chúng. Thí dụ như những cái chuyện ở Bến Tre nổi dậy, ở Kiến Hòa, ở chỗ này chỗ kia, dân miền Nam chân thật hiền lành, ban ngày thì quốc gia, ban đêm thì Việt Cộng, treo hai lá cờ quốc gia treo ban ngày, đến chiều đến phải thay lá cờ Việt Cộng. Nó thành ở cái tình trạng trên đe dưới búa như thế, rất là khó khăn, rất là phức tạp. Thành ra đấy, cái vấn đề an ninh nó có hai mặt là như thế đó anh Cộng.